6462 ô tô gầm cao Hà Nội à? 99 Trương Công Giai à? Toàn gầm cao ấy nhỉ? Ông chủ ơi! Vâng vâng, em chào anh ạ. À. Anh qua mua xe ạ. À. Dạ. Thì bây giờ nhà mình toàn gầm cao ấy nhỉ? Vâng, thì nhà em rất là nhiều xe gầm cao, thì anh cần mua những dòng xe nào để em giới thiệu với anh? Bây giờ thì tôi muốn tìm cái xe gầm cao tài chính tầm khoảng hơn tỷ. Vâng vâng, đây đây đây, em giới thiệu với anh từng chiếc xe một. Chiếc đầu tiên giới thiệu với anh là một chiếc xe Fortuner của nhà sản xuất Toyota. Đó là Fortuner bản máy xăng số tự động một cầu, xe lăn bánh 1 vạn km, mang biển số thành phố, đang chào bán là hơn 900 anh nhá. Hơn 900 à? Vâng, và với chiếc thứ hai thì là một chiếc Santa Fe. Santa Fe. Với năm sản xuất 2021, model 22, xe lăn bánh 2 vạn km, bản xăng đặc biệt, thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh tỷ mốt. Loanh quanh tỷ mốt. Rồi. Thế còn con này như nào? Một chiếc tiếp theo thì là một chiếc xe vẫn là Santa Fe, 7 chỗ, máy xăng bản Premium, năm sản xuất 2021 nhưng mang form dáng của 22, xe lăn bánh 2 vạn km, một chủ từ đầu, thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ nhô tỷ mốt một chút. Nhô tỷ mốt à? Rồi, với tiếp theo là một chiếc xe Mazda 3, với năm sản xuất 2017. 2017, xe lăn bánh 5 vạn km, mang biển số thành phố, thì đang được bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh 500 thôi anh ạ. 500 mà. Toàn những mức giá tốt. Mời anh đi vào bên trong để chúng ta xem những chiếc xe đang được bày bán bên em, để anh cân đối và cân nhắc. Nhiều xe quá nhỉ. Lại với tài chính ngoài 600 triệu thì bên em có một chiếc xe Mazda CX-5 với năm sản xuất 2016, bản 2.5. Xe chạy được 5 vạn km, một chiếc xe rất là mới anh ạ. Vâng, và đây nếu như mà tầm tiền đuối hơn một chút thì có một chiếc xe Fadin với năm sản xuất 2021 bản Bay, xe đã lên được rất là nhiều đồ chơi, xe chỉ lăn bánh được có 8.000 km thôi anh ạ. Và bán bên em cũng chỉ ngoài 300 thôi anh nhá. Đó, rất là nhiều những mức giá rất tốt. Con này là Santa Fe với năm sản xuất 2018, chạy 8 vạn km. Một chủ từ đầu biển Hà Nội, máy xăng bản full anh nhá, hai cầu. Đang được bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh gần 800 thôi. Đấy, toàn những mức giá tốt và toàn những xe đẹp. Mời anh xem tiếp những chiếc xe đang ở bên em để anh cân đối và cân nhắc. Đây là một chiếc xe vẫn là Santa Fe, bản xăng đặc biệt, sản xuất 21 nhưng mang form dáng của 22. Xe lăn bánh được 7.000 km. Một chiếc xe siêu mới anh ạ. Mới quá nhỉ. Chỉ bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh tỷ mốt thôi là anh có thể sở hữu chiếc xe rồi. Và con này là con CX-5 với năm sản xuất 2019, mang form dáng của 2020. Mới quá. Bản 2.0 Premium. Thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ ngoài 700. Ngoài 700 thôi. Gần 800 anh ạ. Vâng. Con này thì là bản 2.5 2018. 2.5 2018. Mức giá chỉ loanh quanh ngoài 700 thôi. Ngoài 700. 2.5 một cầu 2018, mang biển số thành phố. Anh sang tên về Hà Nội thì không mất tiền biển đâu ạ. Và chiếc xe rất là mới, cam kết với anh là không bị đâm va, không bị ngập nước. Và điều đặc biệt là tất cả những chiếc xe bên em thì đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng anh nhá. Trả góp luôn ạ. Vâng, và đây hai con này như nào? Đây là một con Sorento với năm sản xuất 2014, bản full xăng anh nhá. Xe chỉ lăn bánh được hơn 7 vạn km, một chiếc xe rất là mới. Nhưng điều đặc biệt, 7 chỗ. Gầm cao, bản full nhưng chỉ hơn 500 triệu thôi anh ạ. Một chiếc xe rất tốt, giá rất tốt và rất là vừa tiền. Với chiếc tiếp theo thì là một chiếc xe của nhà sản xuất Toyota này. Đó là Toyota Fortuner. Nhưng Fortuner thì nó rất là nhiều bản. Và bản này là bản Legender. Nhưng bản này Legender nhưng lại hai cầu, là bản cao nhất của dòng xe Fortuner. Thì xe được sản xuất 2021, lăn bánh được 1 vạn km, thì đang được bên em chào bán cũng chỉ nhô tỷ 3 anh ạ. Vâng, và đó là tất cả những chiếc xe đang được chào bán bên em, thì đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70%.
và đều cam kết bằng văn bản giấy tờ với anh là xe, toàn bộ những chiếc xe em đang giới thiệu với anh là không bị đâm va mà không bị ngập nước. Máy móc keo chỉ mọi chi tiết trên xe là nguyên bản anh nhá. Thì anh cân đối được chiếc xe nào chưa để anh em mình vào việc thôi. Xe anh cũng nhiều xe đẹp, anh xem thì cũng ưng đấy, nhưng mà thôi thì chắc là ông về hỏi ý kiến người yêu đã. Ôi thế thì cảm ơn anh vừa hỏi ý kiến người yêu anh nhá. Okay.